Đây có thể nói là một món tráng miệng vừa tốt cho sức khỏe mà vẫn khiến cho các tín đồ hảo ngoại của chúng ta cảm thấy vô cùng phấn khích và hào hứng với cái vị ngon tự nhiên đến từ một món ăn có tên gọi là món kem chocolate và vani. Nếu như mà đang nói về chủ đề tốt cho sức khỏe thì rõ ràng là chúng ta không thể nào mà sử dụng những thứ có nguồn gốc từ chất béo chuyển hóa như là kem được. Mặc dù kem vẫn là một trong những món ăn rất là ngon nhưng mình phải biết là nó không tốt cho sức khỏe chút nào. Thế thì ở đây chúng ta sẽ cần có nguyên liệu gì để làm được món kem chocolate và kem vani của chúng ta? Đầu tiên chúng ta sẽ cần có chuối. Và chuối này đã để được trong tủ lạnh qua đêm, để trong ngăn đá qua đêm và nó đã có một cái độ đông nhất định nhá. Rồi, tiếp đến như thường lệ thay cho cacao chúng ta sẽ dùng bột bột cà rốt. Đây là bột cà rốt. Bạn có thể tìm thấy bột cà rốt ở tất cả những cái cửa hàng bán nguyên vật liệu bánh hàng organic nhé. Như Anna thì Anna mua ở An Nam. Bạn có thể vào An Nam, một địa chỉ Anna rất là thích. Tiếp đến để có cái vị ngọt tự nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng trà là thay cho đường. Rồi, và ở đây chúng ta có nhiều loại topping khác nhau đúng không ạ? Nhất là các em bé sẽ rất thích những loại topping này. Nếu như mà bạn làm người không quá là thích cái vị ngọt nhiều thì bạn có thể sử dụng những loại topping như là đây là quả óc chó đã được bóc vỏ này. Rồi chúng ta có thêm hạt bí đỏ này. Hạt bí đỏ là một loại hạt rất là tốt cho sức khỏe. Rồi, ở đây chúng ta có thêm nho đen. Và bạn có thể có rất là nhiều những cái loại topping khác. Đương nhiên nếu với trẻ con á, khi mình làm ở nhà và mình muốn rằng là cho các bé có thể dùng cái món kem này thay cho cái món kem thông thường mà các bé hay ăn thì bạn có thể mua thêm một số những cái loại topping mặc dù nó không hẳn là tốt nhưng cũng làm cho các em cảm thấy vô cùng thân thiện với cái món ăn. Đó ví dụ như những loại topping như là những cái kẹo chip chip, kẹo dẻo này hoặc là những loại cốm này cũng là những loại topping mà các bé rất là thích. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món kem nhé. Rồi chúng ta sẽ làm hai phần. Phần đầu tiên chúng ta sẽ làm kem vani và sau đó chúng ta sẽ làm kem sô-cô-la. Đối với kem vani thì rất là đơn giản ạ. Chúng ta chỉ cần cho chuối vào, xay chuối cùng với một chút vani là chúng ta đã có kem món kem vani rồi. Món mà chúng ta cũng có thể dùng nếu như chúng ta thay thế cho bữa ăn của chúng ta, làm cho bữa ăn của chúng ta thêm đa dạng và đặc biệt là đối với những người mà rất là nhớ cái vị ngọt của những cái món làm từ đường thì đây cũng là một trong những thứ mà chúng ta có thể dùng để ăn được. Chúng ta bắt đầu nhá. Cái phần kem vani của chúng ta tăng cái mùi vị vani lên nhá. Ok, vậy là chúng ta đã xong phần kem vani và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đến với phần kem sô cô la nhé. Đối với phần kem sô cô la thì chúng ta sẽ cho chuối vào trước này. Sau đó là chúng ta sẽ dùng bột cà rốt và một chút bột cà rốt vào, một chút trà là nếu như bạn cần thêm vị ngọt, còn nếu như bạn cảm thấy là vị ngọt như vậy là của chuối là đủ rồi thì bạn không cần cho thêm trà là. Và bột cà rốt chúng ta sẽ dùng khoảng 4 đến 5 thìa bột cà rốt chúng ta cho vào đây. Nhưng mà khi mà cho vào làm kem chuối thế này thì chúng ta nên hòa cái bột cà rốt này vào nước trước để nó có một thành một cái hỗn hợp sền sệt chúng ta cho vào thì nó sẽ đều đều màu hơn và nó không bị vón bột ở trong cái món kem của chúng ta nhá. Đây, chúng ta sẽ ngoáy bột cà rốt cho nó thành những cái món như thế này.
mà chúng ta xong phần vani thì bây giờ chúng ta sẽ đổ phần chocolate ra. Đây chính là món chocolate của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cho topping lên. Cái này nó sẽ rất là giống như là ở trong những cái quầy kem á. Họ những cái cửa hàng bán kem chuyên dụng, họ cũng có những cái khay kem trộn sẵn một số những cái loại topping. Đây là Anna cho mùi đậu gió này. Chocolate và vani. Đối với món kem này bây giờ chúng ta cần trộn đều topping lên, chúng ta cho vào ly. Và bạn có hai sự lựa chọn, nếu bạn muốn ăn nó ở dạng cứng thì bạn có thể để vào trong ngăn đá 30 phút sau đó bạn sử dụng. Còn nếu mà bạn muốn ăn dạng lỏng mềm mềm thì bạn có thể sử dụng ngay. Toàn đến từ các nguyên liệu, từ các loại hạt và các loại trái cây thiên nhiên, không có đường này, tức là không có đường tinh luyện này, không có kem làm từ các loại chất béo chuyển hóa này, và rất là tươi, có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và nếu như mà bạn muốn ăn nó cứng hơn thì bạn hãy để cái ly kem của chúng ta vào trong ngăn đá thêm 30 phút nhé. Còn nếu mà bạn muốn ăn mềm thì bạn đã có thể thưởng thức món kem này rồi. Không những chỉ chúng ta mà còn con của chúng ta, cháu của chúng ta, những người thân trong gia đình đều có thể sử dụng món kem này. Và bạn có thể hoàn toàn thay thế nó cho bữa ăn. Lưu ý là khi mà bạn đang không trong cái quá trình giảm cân và bạn đang trong quá trình giữ cân thì bạn hoàn toàn có thể ăn được, và bạn hãy ăn một lượng và 1/3 hoặc là một nửa cái ly này thôi nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi clip này. Nếu bạn thích công thức này, xin hãy cho Anna một like, một share. Xin hãy rung chuông và hãy đăng ký vào kênh YouTube của Yovo để Anna có thể nhanh chóng có thêm động lực và ra những video tiếp theo cung cấp cho các bạn những cái công thức để làm thêm nhiều nhiều những cái món đồ ăn tốt cho sức khỏe và có mùi vị vô cùng dễ thương. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.